Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày nay mình chia sẻ với các bạn, đơn vị tôi đến nhà khách hàng cho em Sơn ở xã Phương Đông Uyên, huyện Chương Mỹ, thủ đô Hà Nội. Thì chúng tôi đã đến nhà khách hàng và đây là khu vực cổng và xung quanh của nhà em Sơn. Và đây là cái khu vườn, mời các bạn chúng ta sẽ cùng tôi đi vào bên trong nhé. Đây là không gian ngôi nhà vườn của nhà em Sơn. Đây là khu vực này sẽ di chuyển, sẽ xây ngôi nhà 2 tầng ở khu này. Và kia là cái không gian nhà cũ của gia đình. Đã xây hết cái khu vực này chú? Từ đoạn nào chú? Có thước bên trong ấy. Em vào lấy thước ở cái cặp của đây anh, để ở góc nhà. Đây là cái tường lên. À đây đây đây, chú đóng cọc đây ạ. Đóng cọc đây là tường lên đấy. À dạ, vâng. Thế còn lại 2 mét cái này là cái sảnh đi vào trong bếp. Sảnh đi vào trong bếp. Vâng. Ở cái nhà C1 nó một còn có lối ra bếp mà có một cái. Vâng. 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 À đây chú đã đóng cọc hết các vị trí đây đây. Đấy tôi định vị hết không? Vâng. Cũng để cho đấy mặt tiền đây, sảnh ở đây. Rồi. Sảnh đây rồi. Rồi, sảnh đấy này. Đấy, định vị theo cái nhà C1 đó. Vâng. Đây, đây cái này anh. Đây, đây theo đấy. Theo mỗi nhà này. Đấy thì ở cái sảnh này nó có đây, lối xa sang sảnh đó. Vâng vâng. Thì lùi lại kia để cái máy vải này nó chạy không vào đất người ta. Đấy. Đấy. Vâng vâng. Các bạn nhé. Rồi. Đấy. Thế là lấy y chang này luôn nhỉ, không thay đổi gì. Lấy nguyên như này không thay đổi gì. À rồi. Làm, vâng. Làm đúng theo cái nhà này. Làm theo đúng nhà luôn. Đây cái hành lang cọc chú đóng đây. Là đi xuống bếp đây, là bếp đây nó. Đấy đấy, đấy, bếp ở góc kia. Bếp ở góc dưới kia. Góc cái cây vòng đấy. Vâng. Góc vòng đấy. Phía sau nhà thì cái phần ở đây. Đây là khu cái phòng ngủ và để cái ban công phía sau đấy. Ban công thì bỏ. Đã bảo sau nhà nhé. Ban công coi nhà về nhà sau là hết đất rồi đúng không ạ? Những bờ tường kia là hết đất. Vâng. Không còn đất. Vâng. Nếu mà để mà nói là cái này là quyết định bỏ. Vâng vâng. Đúng ra là phải Sơn lại đo với anh Quyền. Đo với anh Quyền cứ một giờ chúng cháu vẫn khảo sát lại để hiện trạng đất. Vâng. Vâng, đây nhà 2 tầng. Đây là cửa sổ phòng ngủ này. Đẹp. Phòng ngủ phía trên các bạn nhé. Tiếp tục thì các bạn sẽ đến với các bản vẽ chi tiết. Đây là hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. Công trình biệt thự vườn mái Thái hạng mục xây mới, chủ đầu tư là rồi. Anh Nguyễn Sơn ở đây à? Sơn Nam này, nghe sao anh hai bật chiếc? Hả? Sơn Nam nghe sao anh hai bật chiếc? Nếu phát huy thì phải ok chứ mà không có vấn đề gì, cứ anh em ở gần nhau đều tạo điều kiện mà tổng phát triển kinh tế tốt. Và thế về cứ về anh lại làm một cái nữa đúng không ạ? Đây theo cái 65m2 vào phòng khách là 22,3m2 thì các bạn nhìn đây, đấy, TV phòng khách ngồi đấy, nó ra không ngủ rất rộng. Đây là cầu thang này, cầu thang phòng ngủ số 1 này, đấy khu vực nhà tắm nhà vệ sinh này, phòng ngủ số 2 này, đây là khu vực bếp và bàn ăn luôn các bạn nhé. Đây là bác tên là gì bác nhỉ? Tôi là Hợp. À, bác Hợp. Bác Hợp sẽ phụ trách tổng chỉ huy công trình của nhà em Sơn. Tổng chỉ huy công trình. Tổng giám đốc luôn cô nhỉ? Chỉ huy trưởng luôn. Toàn quyền quyết định. Tiền có được cầm không ạ? Cô, quan trọng là tiền có được cầm không ạ? Tiền sẽ cấp cho ông đúng không? Để cho ông xây nhà đẹp và cho ông chủ tài khoản. Và đây là cái ngôi nhà cũ của gia đình các bạn nhé, xây từ năm 1995 thì cái mảnh đất này chia cho hai anh em, một cái là sẽ dành cho anh trai thì sẽ ở nhà cũ, còn Sơn cái khu vực vườn đây, khu vườn này và đơn vị tôi đang đo đạt để tính toán cái diện tích cho nó phù hợp nhất. À, chủ nhà chính, chủ xịn đấy. Trừ đến đoạn nào của anh lớn thì trừ lại nhé. Đấy. Lại tổng diện tích. À, không gian khu vực ở vườn các bạn nhìn. Vườn đồi. Đây là ngôi nhà cũ của gia đình. Các bạn nhìn không gian nhà cũ.
Rồi chào anh nhá. Đây ngôi nhà cũ của gia đình em Sơn. Các bạn quan sát các công việc mà đơn vị chúng tôi đến khảo sát, đo đạc cụ thể và tư vấn cho gia đình một cách chi tiết nhất. Quay video này để các bạn quan sát luôn nhé. Đây, khu vực vườn này sẽ xây hết đến chỗ các cái cây quất hồng bì này sẽ chặt hết này. Khu vườn này sẽ lên một ngôi nhà 2 tầng đẹp cho tất cả các bạn. Em đo hết chưa? Xong. À, kiến trúc sư quyền của công ty thiết kế nhà đẹp Green đã phụ trách công trình của gia đình. Cái bưởi này lâu năm lắm rồi nhỉ cô nhỉ? Cái bưởi này chắc lâu rồi. 35 năm, 40 năm rồi. 40 năm rồi ạ. Và đấy. Đấy. Và đúng rồi, từ năm 81 nó ra đây có đất. À. Thế, năm 81 là cô mua đất xong trồng cái bưởi này luôn. Thế bằng đúng tuổi cháu đấy. Cháu 81 đấy. Vâng. Thế là 39 năm rồi. 39 năm gần 40 năm à. Bưởi đây ở Hà Nội có bưởi diễn cô nhỉ? Bưởi diễn Hà Nội có bưởi diễn. Vâng. Ông cái này cắt gọn vào sau đó là trồng ra chỗ khác được. Cho đi hết. Bấm lên được. Cho đi hết, cho đi hết. Giải phóng mặt bằng hết. Được gọi đội cây xanh đến họ làm cho rất đẹp. Đây. Vườn rau ngót này. Hai cây bưởi là 39 tuổi các bạn. Không, bưởi chưa to, bưởi diễn ấy, nhỏ nhỏ. Bưởi diễn càng lâu năm càng ngon cô nhỉ? Bưởi này thơm lắm. Giữ nguyên cổng à chú? Không, cổng này thì sau này là phải làm lại. Rồi, phải nâng cao lên chứ. Cái nhà phải làm lại nhưng mà mình chỉ qua cố hoàn thiện lại cái nhà thôi. Vâng, hoàn thiện nhà. Cổng này thì chưa đủ tâm thôi. Vâng, đúng rồi. Nhà đẹp thế mà cổng. Cái này chỉ kỷ không? Cái này thì khổ. Chú cứ giới thiệu cho công ty thiết kế nhà đẹp Green chú nhé. Vâng. Nhiều người xây dựng là sau người ta ở Trương Mỹ là chúng cháu thiết kế cho nhà anh Chất rồi. Anh Chất tí nữa chúng cháu sẽ qua nhà anh Chất để sẽ anh Chất ở đâu, xã nào nhỉ, quên nhỉ? Tí điện anh nhé, xong rồi qua nhà anh để review luôn. Vâng. Vì cái huyện tương đối rộng. Vâng. Hữu Chất ở cái làng này chắc theo dòng họ nếu mà làng cổ ấy chứ. Vâng. Đây là cây roi và toàn ảnh gia đình thì đơn vị chúng tôi đến khảo sát xong rồi các bạn nhé, thì review cho các bạn xem. Hai cây này cũng cùng trùng cùng lúc luôn đấy à? Vâng, một cây to. Và hai cây bưởi. Đấy là mặt ngang có từ đây là mặt sảnh đây. Mặt sảnh và còn phía đoạn cuối kia là khu gian bếp. Đó, bếp cho đằng sau đấy cuối. Đấy mua thức ăn là đi thẳng luôn hàng đấy, đấy vào để xe máy luôn và thì hai không gian nhà nhưng mà mai kia vẫn phải phân tách đúng rồi nhưng thì để cái hành lang chung luôn anh cả thì mai kia và đi cổng trên và anh cổng chỗ nhà bếp nhỏ đấy. Đây chỗ khu vực bếp đấy ạ. Đấy, sẽ thành sẽ đi lối vào đấy. Chỗ cụ đang ngồi đấy ạ. Đấy, chỗ cụ đang ngồi. À, chỗ cụ ngồi đấy. Đấy, chỗ đấy sau này sẽ anh cả đi cổng đằng đấy. Đây chia đất rồi. Đây xây thẳng đây anh.
Vâng. Một phát thẳng bao vi luôn. À, nhất là thẳng bao vi thì bên này có, bên này ở, bên này có, bên này ở. Vâng. Thì bớt lại một cái cổng đây để có công việc gì hai nhà cùng nhau. Vâng, nhất là cổng nhỏ, ngách nhỏ, cổng phụ đi sang nhà bên anh đấy, anh em đồng trao nhưng chị em. Chú lo xa thế. Đại đoàn kết. Đoàn kết để phát triển. Đại đoàn kết để phát triển chứ ạ. Đây là bác trưởng họ. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để trải nghiệm những cái hành trình thiết kế những ngôi nhà đẹp.